Tại sao một số nước hiện nay ở châu Âu đó người ta vẫn không không tham gia vào cái bất kỳ một cái vấn đề gì của Nga và Ukraine, từ vấn đề cấm vận cho đến là ủng hộ vũ khí vân vân, cả kinh tế người ta đều không ủng hộ, thì các quốc gia đó người ta vẫn đang bình thường mà, người ta vẫn đâu có vấn đề gì đâu, lạm phát thì vẫn có, nhưng người dân người ta vẫn khỏe, khí đốt người ta vẫn sử dụng đúng không ạ, bình thường cũng chả thiếu năng lượng. Thế nhưng một số nước thì tham gia vào thì nó lại trở thành một trong những cái yếu tố có thể là tác động rất lớn đến cái chính trường của quốc gia đó, cụ thể như ở Anh của anh chẳng hạn. Đó là nó thể hiện rất là rõ thôi, nó không có gì mà để khó mà chúng ta nhận thấy cả. Thế nên với chính sách của Việt Nam thì em rất đồng tình ủng hộ, đó là gì, chính sách 4-0 đúng không ạ, làm bạn với tất cả mọi quốc gia, không có theo bất kỳ một bên nào để chống bên nào cả, thì từ đó chúng ta mới có được cái gì, có được cái điều kiện ổn định hòa bình mà chúng ta phát triển. Chứ như Ukraine đấy đúng không ạ, theo một bên để chống một bên thì ngày hôm nay nó rất rõ rồi, nó quá rõ rồi chứ không phải ấy đâu. Rồi như Cuba đúng không, với cái việc mà ngày xưa Mỹ triển khai tên lửa các thứ đấy thì Nga người ta cũng làm vậy, thì Cuba người ta cũng đồng ý, thì ngay lập tức đến ngày hôm nay Cuba vẫn bị cấm vận như vậy. Và cái trò chơi này á, là cái trò chơi của các nước lớn, người ta không làm gì được là người ta gì ạ, chuyển sang là cấm vận, mà ngay kể cả Việt Nam chúng ta cũng đã bị cấm vận rất là lâu chứ không phải là không đúng không ạ. Thì cái điều này nó thể hiện rất rõ tất cả mọi vấn đề mà chúng ta tổng kết lại từ đầu đến giờ, em thấy là gì, đây là trò chơi của các nước lớn, quy luật do các nước lớn người ta đặt ra, mặc dù người ta cứ nói là gì, nào là hiến chương Liên Hợp Quốc, nào là công ước quốc tế, thế nhưng thực ra các cái nước đó đó người ta có tuân thủ hay không nữa, chúng ta phải theo, chúng ta phải nhìn đúng không ạ, chúng ta phải xác định cái điều đó. Nếu như người ta tuân thủ các cái điều kiện đó, làm gì có cái trò chơi nào đó là ông mà không chơi với tôi cấm vận ông, làm gì có cái chuyện đó đúng không, rõ ràng là như vậy. Thế thì anh có quyền lựa chọn con đường đi của anh, thì chúng tôi cũng có quyền lựa chọn cái đường đi của tôi, tại sao anh lại phải bắt tôi phải theo anh, cái điều đó nó rất là dễ hiểu. Thế nhưng một số thành phần bây giờ, nói thật với anh Minh ấy, là em cũng không phải là ác cảm đâu, thế nhưng người ta cứ lấy một cái thước đo nhất định nào đó của một quốc gia nào đó và người ta mong muốn Việt Nam chúng ta phải đi theo con đường đó hoặc là cái định hướng đó, thì cái điều này nó cực kỳ nguy hiểm đấy. Bản Anh thân nói chúng có lý. ta đúng không ạ, bản thân chúng ta mà không giữ được cái tâm thế của con người chúng ta thì chúng ta sẽ mất đi ngay, lý trí không còn đúng không ạ, lý trí không còn mà tất cả mọi yếu tố khác nó đều không còn nữa. Giống như bây giờ em không thể giống anh Minh, không thể anh Minh bắt anh Minh giống em, mà anh Minh cũng không thể giống em, mà cũng không không thể giống bất kỳ ai khác, anh Minh vẫn là anh Minh và em vẫn là em, đó là cái cá thể thôi đúng không ạ, là một cá nhân thôi, chứ đừng nói gì đến một quốc gia. Nếu mà chúng ta theo một quốc gia khác á, thì chả khác gì mà chúng ta giống như mấy anh gọi là ngụy Việt Nam Cộng Hòa trước đây cả, đó là Không theo phải đâu Trung, Trung ơi, mình theo mình mà bắt mô hình của Mỹ á, là Mỹ nó tức giận lên, nó đè đè Việt Nam chết. Tại sao? Thì mình có nghe qua mấy mấy người làm chính trị nặng cân bên Mỹ á, nói là bên Mỹ này rất là nhiều người tiến sĩ tinh hoa sẽ sẵn sàng phục vụ đất nước Việt Nam nếu mà đất nước Việt Nam có đa đảng. Thì cái này sẽ mang lại cái mô hình Mỹ về cho Việt Nam để Việt Nam giàu có. Xin lỗi nha, mình chỉ nói trên cái miệng chứ không phải là trên trên giấy tờ. Nếu mà anh mang cái mô hình Mỹ về, anh có khách hàng không? Đó, nó một câu hỏi anh phải chưa trả lời được, đúng không? Ví dụ như anh mang mang công nghệ máy bay của Mỹ về Việt Nam sản xuất, vậy anh cạnh tranh với Mỹ rồi, là anh có khách hàng không? Giống như Trung Quốc bây giờ nó làm được máy bay thương mại á, anh có dám mua không? Tại vì nó chưa được cái uy tín hơn Mỹ, đúng không? Vậy mấy người này nói chuyện trên 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 cái miệng chứ không phải là trên bài bản đó. Đơn giản này thôi anh Minh, Mà có nghĩa là em nghĩa là hiểu, dân em hiểu túy ý của anh đúng Minh không? nhá. Là dân túy đúng không? Đó thì cái điều này thấy rất là rõ này, anh Minh chia sẻ thì em hiểu. Chúng ta cứ lấy một ví dụ điển hình nhất thôi, ngụy Việt Nam Cộng Hòa có phải là theo Mỹ hoàn toàn không? Không khác
chỉ Mỹ, đúng không ạ? Từ chính phủ, từ chính quyền, xây dựng cái hệ thống chính quyền này, hệ thống quân đội này, rồi là vũ khí, có phải là Mỹ không? 100% là Mỹ. Xài tiền có phải Mỹ không? Mỹ luôn. Kinh tế có phải của Mỹ không? Mỹ luôn, đúng không ạ? Thế rồi cái kết cục sao? Cái kết cục thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, đó là khi anh còn giá trị lợi dụng thì người ta sẽ cho anh ăn, người ta gọi là nuôi đấy, đúng không ạ? Người ta nuôi nuôi anh để gì? Phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ. Còn khi anh hết giá trị lợi dụng rồi thì dĩ nhiên là anh chả là cái gì đối với người ta cả. Thế nhiều thành phần thì lên mạng ra vả là đổ cho là bị Mỹ bỏ rơi, mình là đồng minh của Mỹ. Các anh không xác định được cái tầm và cái vị trí của các anh. Ngay kể cả bây giờ các anh ở bên Mỹ đó, các anh đang đứng ở cái vị thế nào trong xã hội Mỹ, không ạ? Đúng rồi. Đấy, các anh sang mấy chục năm rồi đấy, các anh đứng ở vị thế nào? Các anh có dám khẳng định một điều là các anh sánh ngang với người Mỹ không? Sánh ngang với người Mỹ nó chỉ được một vài người được gọi là có tiềm lực kinh tế, thấy chưa? Mà đó là gì? Chỉ so với cái giới bình dân, chứ còn so với cái giới tài phiệt của Mỹ đấy thì nó đập các anh không khác gì đập con ruồi, nó chẳng thế cho nó nhanh. Đấy, thế thì chúng ta thấy rất là rõ, dĩ nhiên là những cái thành phần mà nó mang cái tư duy mà giống như kiểu là anh Thư Quang vừa chia sẻ đấy, với cái chủ nghĩa dân Như hơi túy Mỹ đó, đúng không ạ? Nó nè, đưa nơi Mỹ. à, đấy là cái gì nó cũng phải lấy tiêu chuẩn của nước Mỹ, cái gì nó cũng phải lấy tiêu chuẩn của nước Mỹ, rồi là đường lối của nước Mỹ vân vân cả, thì chúng ta phát triển rồi nó cho rằng là sẽ có những chuyên gia của Mỹ, những cái người của Mỹ, người ta sẽ giúp Việt Nam khi mà đa đảng sẽ phát triển. Không bao giờ có chuyện đó, bởi vì khi người ta là một người độc quyền, người ta kinh doanh đó thì người ta ăn 10 đồng, đúng không? Chính xác, Rõ ràng người ta ăn 10 đồng. Bây giờ có thêm một người kinh doanh nữa cạnh tranh với người thì ta thì Trung người Quốc ta chỉ là còn 5 đồng thôi đấy, thì thì Trung Quốc nó là đang là các cái anh tơi tai của bời Mỹ ngay. á, đang Dạ đúng cạnh rồi. tranh với nó đó. Thì bây giờ các nước đang phát triển, ví dụ như có tiềm lực mạnh, ví dụ như Nga hoặc Trung Quốc hoặc Ấn Độ chẳng hạn, nó đều là cái gai của Mỹ, và Mỹ tìm mọi cách là gì? Tạo ra cái sự bất ổn, tạo ra các cái cuộc chiến. Một là vừa bán được vũ khí, thứ hai là gì ạ? Làm suy giảm cái tiềm lực về kể cả về kinh tế quốc phòng của các quốc gia đó, để Mỹ vẫn luôn duy trì được cái vị thế hàng đầu thế giới, vị trí cường quốc số một thế giới, để gì ạ? Để gì ạ? Nói có người nghe, đe có người sợ. Đó là cái quyền lợi của nước Mỹ. Không đời nào Mỹ người ta chịu chấp nhận chia sẻ bất kỳ một miếng bánh ngon nào cho một quốc gia khác. Và đúng như cái câu nói của các anh các chú ở bên Mỹ đó, là người Mỹ người ta không bao giờ cho không ai cái gì cả, đúng không ạ? Rõ ràng là như thế, không phải là bây giờ chúng ta mới nhận ra, mà chúng ta nhận ra rất là lâu rồi. Chẳng qua là một số thành phần á, là nó gọi là me Tây, me Mỹ đấy, nó chấp nhận là gì? Cái thân phận là thấp kém thì nó mới làm cái việc đó. Thế còn đối với cá nhân em thì em lại rất ủng hộ chính sách của nhà nước Việt Nam chúng ta. Đó là gì? Với chính sách 4.0 chúng ta làm bạn với tất cả các nước, chúng ta chơi với Hoa Kỳ, đúng không ạ? Hợp tác đấy, hòa bình, cùng phát triển, đôi bên cùng có lợi. Chúng ta là một quốc gia, Mỹ cũng là một quốc gia, chả lý do gì chúng ta lại phải chịu cái kiểu là luồn cúi cả, đúng không ạ? Dân tộc Việt Nam cũng bình đẳng với dân tộc Mỹ, chứ không thể nói cái chuyện là mày như ngày xưa chúng ta thấy trước đây không? Người ta mang đến chúng ta là cái gì? Nó gọi người Việt Nam chúng ta là gì? Là mang cái tính chất phân biệt chủng tộc, đó là mọi này, đúng không? Là dân Anamit này, đúng không? Đó là những cái cách người ta phân biệt là gì? Người ta gọi chúng ta là, người ta phân biệt chúng ta là thuộc dạng đẳng cấp thấp, có nghĩa là ở vị trí thấp trong xã hội. Ai người ta coi ra cái gì? Ngay kể cả những cái anh mà hiện nay ở bên Mỹ chúng ta thấy không? Andrew Đỗ đó, đúng không? Là một trong những người cũng gọi là có tí chức lý quyền đấy. Còn còn bị người Mỹ người ta gọi là ký sinh trùng. Thế thì những cái thành phần ăn bám như Nguyễn Văn Đài ở Đức, hay là những cái thành phần khác ở Mỹ đấy, Ngô Kỷ các thứ đấy, thế thì những cái thành phần đấy là vị thế gì? Đứng vị thế nào trong xã hội Mỹ nếu mà chia bậc thang ra, đúng không? Chưa kể là các anh chưa làm được cái gì đóng góp cho nước Mỹ nữa cơ, còn ăn bám người ta nữa, ăn nhờ ở đậu rồi còn ăn vạ người ta nữa. Thế thì chúng ta thấy rất là rõ. Thế thì mọi người theo dõi thì Không làm mà em ăn là sướng ở gì đấy, phải không? Trời ơi, ai mà không thì muốn. đó thì em có hiểu lầm, đúng em có hiểu lầm các anh ấy trước đây là không làm có ăn là cũng có thật, nhưng ăn cái gì nữa cơ,
và khi nào được ăn? Ăn là sao? Chắc là người ta đi phục vụ mày hoài hả? Nó kêu mày ăn hoài hả? Bây giờ Đó, có được bà chị ở bên Pháp, 6 bà còn bảo là đẻ con ra là nhà nước lo hết, thiếu cái gì chỉ cần ho phát chính phủ mang đến thôi, nghe sướng không? Đấy, sang đấy mà ho, thế cứ thế mà đẻ khoảng chục đứa thì chính phủ người ta cho tiền mà ăn mà chơi, tội gì mà, đúng không? Cái điều này nó rất là dễ tại hiểu, sao mà mấy người trung lưu ở đây họ rẻ rất ít nha, và tối đa là 3 người thôi đó. Nhưng mà nhà nước cho hết thì, nhưng mà tại sao trung lưu bên Tây này thường là một hai hai ba người là tối đa đó. Đó, người ta còn nghĩ đến cái công việc của người ta. Thì đó, thì em cũng cảm ơn anh Thơ Quang và anh Minh đã tham gia cái buổi cầu truyền hình ngày hôm nay. Đấy, thì em có một vài cái quan điểm nhìn nhận là như vậy, thì cũng 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 không biết là nó được chính xác hay là nó được gọi là nó chúng ta gọi là gì nhỉ? Nó được bao nhiêu Vấn đề thế đấy, thế nhưng mà rõ ràng đâu là mọi vấn đề là mọi người chia sẻ là đều trên quan điểm cá nhân, anh em đấy. mình nhận qua chia sẻ này đó quyền của mình, chứ mình không có phải Và phải mang quan điểm mình đang áp đặt cho ai cả. đó, thì em cũng không muốn là chúng ta dựa trên cái tư duy của cá nhân mà chúng ta áp đặt cho một cộng đồng, nhóm người hay là một xã hội nào cả. Thế nhưng mà rất rõ là chúng ta thấy được qua cái sự việc đó là hàng ngày, đúng không ạ? Chúng ta thấy thì chúng ta chia sẻ, nó mang tính khách quan. Và thông qua cái buổi cầu truyền hình này thì em cũng rất là xin lỗi các anh ở bên kia thế giới, đó là em đã hiểu lầm, đúng không ạ? Hiểu lầm, có những cái hiểu lầm Ra không nhiều đáng có đối với các anh ấy. Đúng, thực sự đúng là sang Mỹ là không làm có ăn thật, cái điều đó đã được chứng minh rồi. Đó, thì em cũng cũng rất là chân thành cảm ơn anh Thơ Quang và anh Minh cũng như cô chú anh chị đã quan tâm lắng nghe ạ. cảm ơn. Ok.